Mẹ mới mua cho con đôi dép này, con nhìn xem có đẹp không? Thế để mẹ đi cho con nhé. Chị, mày có đáng lắm rồi đấy nhá. Dù gì đấy cũng là mẹ của con, con đừng có mà hốt. Đây không phải mẹ của con, mẹ con là Thư, cô ấy chỉ là dì ghẻ thôi. Con vẫn giận quá rồi. Hôm nay cô phải chốt con một bài học. Anh, thôi để từ từ, rồi em sẽ nói chuyện với con. Anh càng làm thế, con nó càng ghét em hơn đấy. Mà anh đi làm đi. Con cứ cẩn thận đấy, anh đi làm đây. Con có đói không? Để mẹ nấu gì cho con ăn nhá. Tôi không muốn ăn gì cả. Tôi chỉ muốn một người đàn bà xấu xí như cô đi ra khỏi nhà tôi thôi. Tôi không phải con gái của cô đâu. Mẹ tôi đẹp lắm, không xấu như cô đâu. Trông cô như con quỷ ấy. Thôi, cô tránh xa tôi ra đi. Con gái của mẹ. Vào đây. Cô, tại sao cô lại đến đây? Tại sao tôi lại không được đến đây? Đây là nhà của tôi, có con gái của tôi nữa. Cô có giỏi thì cô đến vào lúc mà anh Trung ở nhà ấy. Tại sao cô phải lén la đến nút thế? Mày dám láo à? Cái con Uzi này mày dám trả treo với tao à? Tại sao cô lại hành xử như thế trước mặt con bé? Mày á, cái loại mày thì không cần phải tử tế. Ngày xưa, thời còn mày còn học sinh ý, mày đến nhà tao để làm giúp việc. Sau đó, mày còn dám quyến rũ chồng của tao, trèo lên giường của tao. Và rồi, mày cướp chồng tao, cướp nhà của tao, cả con gái của tao nữa. Tại sao cô có thể bịa chuyện trắng thành đen như thế được nhở? Bịa chuyện á? Thế mày có phải ô xin của nhà tao à? Cô xấu lắm. Cô cướp bố của tôi. Bây giờ cô đuổi mẹ tôi. Bây giờ cô cướp luôn cả nhà tôi. Con gái à? Chính cái con mặt sẹo xấu xí này, nó phá tan nát hạnh phúc gia đình nhà mình đấy. Cô cút đi. Tôi không muốn cô ở nhà tôi. Cô cút đi. Con. Alo, anh à, em đây. Em à, em đi đón con hộ anh nhá. Anh đang bị tắc đường quá. Bây giờ anh sợ đến muộn ấy, con bé lại phải chờ lâu. Em đi đón con á? Ừ, sao đấy? Em sợ con nó không vui. Không sao đâu, em cứ đi đi. Bây giờ mà con bé đợi lâu quá ấy, nhớ mà xảy ra chuyện gì thì chết. Vâng, thế để em đi đón con. Rồi ạ, mình đi về nhá. Sao cô lại đây? Tại vì bố Trung đang tắc đường quá. Bố bảo cô đến đón con. Mình đi về con nhá. Buông tôi ra. Con, bây giờ mình đi về nào. Cô làm tôi xấu hổ. Bạn tôi nhìn thấy ấy thì bọn nó sẽ chê tôi. Con, không sao đâu. Mình đi về nào. Con nghe mẹ, mình đi về nhá. Buông tôi ra, đồ ác quỷ. Thôi, mình đi về nào mẹ thương. Con, buông tôi ra. Con, buông tôi ra. Con ơi, mình đi.
bình tĩnh lại. Thế ai là mẹ của đứa bé? Tôi là mẹ của đứa bé này. Thế còn cô? Đương nhiên là tôi rồi. Cháu, có bọn chú ở đây rồi. Nói cho chú biết ai là mẹ của cháu. Mẹ ơi, cứu con. Cô ta là kẻ bắt cóc. Thì ra cô là kẻ bắt cóc đúng không? Không phải tôi, chị ơi. Lại còn cãi à? Anh chết nó đi. Mày cãi đi. Mày. Thôi anh em, cho nó lên phường. Đi. Lên phường. Nhanh. Được. Chị ra. Mày anh làm cái gì đấy à? Nó là con bắt cóc. Bắt cóc trẻ con đi kìa. Nó chết. Mày anh nhầm rồi. Đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi. Để tôi tự giải quyết. Bố. 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 Là thế nào? Thì đây là chuyện riêng tư của gia đình tôi. Mong các anh thông cảm. Đi về. Báo kìa. Báo kìa. Em có sao không? Anh đừng có lo. Bố, mẹ. Còn cô, tôi với cô sẽ nói chuyện sau. Chị, đi về. Con muốn mẹ đi cùng. Khoan, nghe lời bố. Nào. Mẹ. Con về trước đi. Mẹ. Con thế nào rồi anh? Vẫn sốt cao em à. Bây giờ để em dán miếng dán hạ sốt cho con thì con mới đỡ được. Chắc là tại con bé nó nhớ mẹ nó quá. Suốt ngày cứ đòi mẹ nó ấy. Anh nghĩ vì thế mà nó sốt đấy. Trẻ con mà anh. Đứa nào chẳng mong có mẹ ở bên. Thôi anh đi ra đi. Để em chăm sóc con. Vậy em chăm sóc con giúp anh nhé. Ra đây. Dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng. Anh đừng lạnh lùng với em như thế. Này, đấy chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ, vợ tôi là Linh, cô hiểu chưa? Dù sao chúng ta cũng đã có bé Chi rồi. Bé Chi lúc nào cũng thương nhớ em. Em muốn chúng ta quay lại như xưa, trở lại là một gia đình. Cái Linh dù gì nó cũng chỉ là một con ô xin thôi. Nó đến như thế nào thì ra đi như thế là lẽ thường tình. Cô thôi đi. Anh nói nhỏ thôi. Con bé nó đang ngủ đấy. Mày chỉ là con ô xin thôi. Ai cho mày nói với chồng tao như vậy hả? Này, tôi cấm cô nói với vợ tôi như thế nhá. Anh nhìn lại nó đi. Nó có điểm gì hơn tôi? Một con mặt xấu, mày lại bênh nó à? Dù cô ấy có như thế nào thì tâm hồn của người ta còn đẹp gấp vạn lần cô. Cô thì được cái gì hả? Bên ngoài thì xinh đẹp thật đấy, nhưng bên trong ấy không khác gì cái loại ác thú. Anh! Hôm nay ấy, tôi cố tình gọi cô đến đây để nhắc lại chuyện cũ cho cô biết. Cô đừng có cố tình đi phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi nữa. Với lại ấy, đừng có lợi dụng sự trong sáng của cái Chi mà để nó hành hạ vợ tôi như thế nhá. Tôi lợi dụng gì con bé? Cô còn nhớ cái ngày cô ruồng rẫy bỏ bố con tôi không? Ngày đấy tôi đã phải quỳ xuống van xin cô. Nhưng mà cô vẫn còn rứt áo ra đi. Chắc là cô không quên chứ. Cô còn nhớ cái ngày mà tôi mất tất cả. Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tôi cầu xin cô ở lại, nhưng mà cô nhất quyết không ở. Cô còn bảo với tôi, nếu mà không nuôi được con thì bỏ nó đi. Chính Linh, chính cái người mà cô coi như là ô xin đấy, lại ở bên tôi chăm sóc cho bố con tôi. Không phải vì tiền, mà vì tình cảm của Linh dành cho bé Chi, cô hiểu chưa? Cô ta chỉ lừa anh thôi. Rõ ràng cô ta thừa biết anh sẽ lấy được công ty này, nên cô ta như vậy để bụt bước lên mây. Lừa? Được. Để tôi nói cho cô biết, 2 năm sau khi cô bỏ đi, tôi và Linh đã lấy nhau. Lúc đấy tôi cũng đã lấy lại được công ty. Cô thì bị tình nhân bỏ. Cô quay về, cô còn nhẫn tâm bắt cóc bé Chi đi và đòi tôi giao tiền cho cô. Chắc là cô không quên được chứ.
Cô còn nhốt con bé ở trong căn nhà lá để rồi hỏa hoạn xảy ra. Chính cô là người chạy ra trước. Cô không nghĩ đến sự an nguy của đứa con mà cô rất ruột để ra. Lúc đấy ai là người đã không tiếc thân mình để cứu bé chị? Tôi hỏi cô ai? Thôi, đừng có nhắc nữa. Anh phải nói để cho cô ta biết được cái sự liêm sỉ của cô ta. Cô bỏ rơi con bé trong lúc hỏa hoạn thì chính Linh là người đã bế con bé ra. Cho nên cô nhìn đi, mới có vết sẹo này ở trên mặt đấy. Cô không cảm thấy hối lỗi thì thôi, lại còn vin vào cái nỗi đau của người ta, xui con bé chi để xỉ nhục cái người đã cứu nó. Chi, con nghe thấy hết rồi à? Lại đây với bố. Bố sợ con bị tổn thương nên bố không dám nói, nên bây giờ con đã nghe thấy rồi thì càng tốt. Đấy, con người thật của mẹ đẻ con là như thế đấy. Còn chính mẹ Linh là người đã cứu con, nuôi dưỡng con. Chính mẹ Linh là người đã sinh con ra thêm một lần nữa ở trên đời này đấy. Con hiểu không? Con à, con đừng nghe họ nói linh tinh. Mẹ mới là mẹ của con mà. Mẹ xấu lắm, mẹ đi đi. Thôi, con đừng có sợ, có mẹ ở đây rồi. Cô thấy không? Ở đây, gia đình tôi không chào đón cô đâu. Mời cô ra khỏi nhà tôi, nhanh! Con đừng có mà hôn nhá, bố đánh đấy nhá. Em đi cùng anh, em lo lắm anh ạ. Thế đi vào luôn đi. Vâng. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không cho con được một gia đình thật là hạnh phúc. Con không biết nghĩ cảm nhận cho người khác à hả? Vâng ạ. Ôi. Nhưng hắn ta biết thì sao? Em chỉ sợ anh làm hỏng đại sự của chúng mình thôi đấy. Tao không tin là mày lại đối xử với tao như thế. Sao giờ cô vẫn chưa đi mà vẫn còn quanh quẩn ở nhà làm gì đấy? Tôi muốn ở lại với con một chút không được ạ? Cô không biết nghĩ cảm nhận cho người khác à hả? Bây giờ Thư về căn nhà này, nhìn thấy mặt cô cứ lù lù ở đây, Thư không cảm thấy thoải mái. Không thấy thoải mái á? Anh bỏ tôi để đi theo cô ta, anh không suy nghĩ đến cảm nhận của con à? Anh à. Rồi, em biết rồi. Có thấy chưa? Đi đi, Thư không thoải mái đấy. Bố đừng đuổi mẹ. Bố, ra đây bố à. Nghe bố nói này, bây giờ ấy, cô Thư mới là mẹ của con, hiểu chưa? Không, mẹ của con là mẹ Linh. Bố bảo con gọi cô Thư là mẹ cơ mà. Không, con đã bảo với bố rồi, mẹ Linh là mẹ của con. Cô ta xấu lắm, cô ta không xứng là mẹ của con. Sao con lại thế à? Hả? Anh này, anh làm cái gì đấy? Tại sao anh lại đối xử với con như thế? Này, tòa đã giao cho tôi quyền nuôi con, cho nên ấy, con bé phải gọi Thư là mẹ, hiểu chưa? Nếu không gọi ấy, Thư không được thoải mái. Bây giờ lại là cô ta, lúc nào anh cũng suy nghĩ đến cô ta. Sao anh không suy nghĩ đến cảm giác của con nữa hả? Thì sao?
Đây là chuyện gia đình tôi, hiểu chưa? Còn bây giờ, cút! Không. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng đi mà. Đi đi, nhanh lên. Dài dòng. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng bỏ con. Đây. Bông à? Bông à! Rồi. Con đừng có mà hôn nhá, bố đánh đấy nhá. Thôi anh đừng quát con, nó sợ đấy. Trẻ con mất mẹ, lúc nào nó cũng buồn như thế cả. Để từ từ nhá, từ từ em sẽ dạy dỗ con mà. Rồi con sẽ thương em thôi, anh yên tâm đi nhá. Con cứ liệu hồn đấy. Thôi, anh ở trong đi. Bông à, không mua cho con bánh này, con ăn đi. Bánh gì? Dành con, mày được lắm. Mày chưa đấy? Anh sắp không chịu được nữa rồi này. Sao? Một thời gian nữa thôi mà. Một thời gian ngắn ngắn nữa thôi. Em có chắc không? Chắc chắn luôn. Nhớ nhá, đừng bắt anh chờ lâu. Em biết rồi mà. Thôi, muộn rồi. Em phải về đây. Con bé con nó láo lắm. Nó nghi ngờ đi chết. Con danh con mà dám láo như thế á. Nếu mà nó láo thì dạy nó bài học cho sợ. Thôi, đừng có động với nó. Chưa phải là lúc. Em sợ gì nó chứ? Em sợ gì nó chứ? Nhưng mà bây giờ ấy là mất lòng nó thì không có hay. Vợ kế hoạch của chúng mình thì chết mất. Thôi, em đi đã nhá. Em yêu anh mà. Nhớ mẹ không? Con còn nhớ mẹ. Ở nhà cô ta mẹ có đối xử tốt với con không đấy? Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì hả mẹ? Chuyện này rất chi là quan trọng. Con phải hứa với mẹ, con phải làm được tốt nhá. Vâng ạ. Anh ơi, cơm mình nấu xong rồi đấy, anh vào ăn cho nhanh. Ừ. Mà cái bông ấy, em không biết nó đi đâu, giờ này vẫn chưa về anh ạ. Ừ nhỉ, giờ này thì nó cũng phải về nhà rồi chứ. Vâng, không biết đi đâu nữa. Alo, dạ vâng, tôi là bố của cháu đây ạ. Anh bảo sao ạ, cháu bị ngã à? Dạ vâng vâng, tôi vào viện ngay đây ạ, tôi cảm ơn. Làm sao đấy hả anh? Bé bông nó trèo cây bị ngã em ạ. Còn gái con đứa, nghịch thế không biết. Thế con bị sao không anh? Bây giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là bây giờ anh phải vào viện với con đây. Em đi cùng anh, em lo lắm anh ạ. Thế đi vào luôn đi. Vâng. Con ơi, con tỉnh lại đi. Con có biết con đã ngủ một tháng rồi không hả Bông? Bông. Anh Trung, anh đừng có đau lòng quá. Nhớ mà anh ngã bệnh ra đấy, mẹ con lại biết trông ở đâu hả anh? Anh không sao đâu. Em thấy lo lắm. Mình cứ đưa con về nhà thế này có làm sao không hả anh? Bác sĩ bảo chúng ta có thể để con ở nhà mà. Hằng ngày người ta vẫn đến đây thuốc thang cho con bé. Với lại anh nghĩ để con bé ở nhà cũng tốt. Biết đâu trong không gian quen thuộc thế này con bé sẽ sớm tỉnh lại thì sao? Em cũng hy vọng là như thế anh ạ. Tội nghiệp con bé quá. Thôi anh ra ăn cơm đi anh. Nhỡ đâu anh lại ốm thì chết. Đi, anh ra ăn cơm đi. Em trông con được mà. Con cứ giả vào ngủ để nghe ngóng mọi chuyện. Ngày ngày sẽ có bác sĩ đến chăm sóc cho con. Thực sự đây là người của mẹ. Cô ấy sẽ cho con ăn uống đầy đủ, con nhớ chưa?
mẹ đặt máy ghi âm ở dưới giường của con để nghe mọi chuyện. Đúng là ông trời có mắt mà, để mày cứ nằm gục lên như thế này này. Tốt nhất ý là mày cứ nên nằm ở đây đi, cứ nằm chết như thế này đi, tao đỡ phải ra tay với mày. Chứ tao mà ra tay rồi à, chắc là mày đau đấy. Ai tranh vào đây? Ôi, nhưng hắn ta biết thì sao? Làm gì có ai biết được cơ chứ. Ôi trời ơi, con hàng xóm, nhưng có ai thấy thì chết. Làm gì có ai thấy được đâu, anh đóng giả nhân viên bán hàng đa cấp ấy, làm gì có ai biết được. Em chỉ sợ anh làm hỏng đại sự của chúng mình thôi đấy. Mà em định để anh chờ đến bao giờ nữa? Anh sắp không chịu nổi đến nơi thế này. À, không chịu nổi có đúng không? Thế thì nhá, lấy nhau xong cạp đất vào ăn đúng không? Rồi gì? Thì anh cũng biết là như thế, thế nên là anh mới để cho em ở cạnh thằng chó chết đấy đi chứ. Thôi, anh chờ nốt tối nay thôi. Nốt tối nay rồi hắn ta sẽ biến mất. Tối nay á? Chứ sao nữa, tối nay là sinh nhật của hắn ta, em sẽ cho hắn ta ra đi một cách thần không biết mà quỷ cũng không ai luôn. Còn cái con danh này nữa, nó sắp chết rồi. Lúc đấy tài sản sẽ đứng tên em, còn mình sẽ là của nhau cùng cái đống tài sản cách xù này này. Đúng đấy, anh là anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Thế chờ nốt tối nay đi chứ còn gì nữa. Hả? Thôi được rồi, nhưng mà em phải nhớ nhanh đấy nhá. Thôi, anh về đi đấy, chờ tin vui của em nhá. Nào, nha. Thôi đi về đi. Còn danh con. Chúc mừng sinh nhật anh yêu nhá. Anh cảm ơn. Nếu mà hôm nay mà em không nói, chắc là anh cũng quên mất cả ngày sinh của mình rồi đấy. Chứ còn sao nữa, em biết là bé bông ốm, anh không thiết tha cái gì cả. Nhưng mà nếu mà đã là sinh nhật rồi thì cũng nên chúc mừng một chút chứ nhở. Anh uống một chút đi. Nâng ly. Thực sự là anh không muốn uống cho lắm. Em biết, nhưng mà em đã làm như thế này rồi, anh mà không uống là em buồn đấy nhá. Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn em. Uống nhá. Uống đi anh. Tự nhiên anh thấy khó thở và choáng quá. Anh ơi, anh không biết anh bị sao nữa. Anh Trung. Anh Trung ơi, anh tỉnh dậy đi anh. Alo, anh vào đi. Hắn toi mạo rồi đấy. Ôi, nó toi rồi à? Chết rồi à? Chứ sao nữa? Em đã nói rồi mà, em làm đơn giản lắm luôn. Thế là chúng mình từ bây giờ được bên nhau rồi đấy. Chứ còn gì nữa, cả cái khối tài sản cách xùi nữa chứ sao. Vui mừng quá sớm đấy. Anh ta chết rồi lại tỉnh dậy mà. Nó chưa chết à? Phải, xin lỗi, tao chưa chết. Tao không tin là mày lại đối xử với tao như thế. Nhưng không ngờ con người của mày khốn nạn thật đấy Thư ạ. Em mày không phải nói gì nữa, mọi chuyện tao biết hết rồi. Linh, Bông, hai mẹ con em ra đi.
Có phải là cô đang cảm thấy hoang mang lắm phải không? Cô tự hỏi là tại sao tôi lại ở đây? Tại sao con tôi nó lại tỉnh lại? Bông, con tỉnh rồi à? Bố, con không hôn mê, mà con chỉ giả vờ thôi. Con là cái gì đấy? Con có cái này cho bố nghe này. Tối nay là sinh nhật của hắn ta. Em phải cho hắn ta ra đi một cách à? Thần không biết mà quỷ cũng không ai luôn. Còn cái con danh này nữa, nó sắp chết rồi. Lúc đấy à, tài sản sẽ đứng tên em, và mình sẽ là của nhau cùng cái đống tài sản kích xù này này. Đó là kế hoạch của mẹ đã sắp đặt ra đấy. Mày, hóa ra là mày à? Tao đã nghe đoạn ghi âm, và tao cứ tự nghĩ rằng là mày sẽ không hại tao như thế. Nhưng không ngờ, tao cứ nghĩ là khi tao ngất đi, mày sẽ hoảng hốt và đưa tao vào viện. Ai ngờ. Anh ơi, anh phải nghe em nói đã. Còn tao nói cho mày biết, chắc là mày không biết là tao đã đánh cháo cái ly rượu độc rồi nhỉ. Còn người uống phải cái ly rượu độc đấy ấy, không phải tao đâu, mà là mày. Em ơi, anh Trung ơi, anh cứu em đi. Em không muốn chết đâu, em không muốn chết. Em không muốn chết, anh ơi. Mày đúng là cái loại khốn nạn mà. Vì mày, vì lòng tham của mày mà đã hại gia đình tao như thế này đấy. Em biết là do lòng tham của em, do lòng tham của em mà em lập nên kế hoạch này. Em muốn sống với Sang và làm chủ cái ngôi nhà này. Em xin lỗi anh, nhưng mà anh cứu em đi. Tha kiểu gì? Mày sắp chết rồi đấy. Sợ không? Hả? Sợ anh, không? Anh ơi, em xin anh. Không ngờ là mày cũng sợ chết đến thế nhỉ. Nhưng mày yên tâm đi, tao cũng chỉ đùa mày thôi. Thực sự chả có ly rượu nào còn độc hết. Chai rượu độc mà mày muốn hại tao ấy, tao đổi rồi. Nhưng mà chuyện của mày và thằng kia chưa xong đâu. Rượu độc chúng mày không phải uống, nhưng mà tù thì chúng mày chắc chắn phải ngồi đấy. Anh, đi mà đầu thú công an đi, trước khi quá muộn. Đi. Bông, con là con gái ngoan của mẹ. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, con phải thật ngoan, ở lại với bố nhá. Linh, anh biết anh sai rồi. Thực sự là anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng mà anh chỉ muốn được xin lỗi em. Chỉ vì anh quá hồ đồ cho nên đã làm cho gia đình mình tan nát như thế này. Anh xin em, anh chỉ xin em một điều thôi. Em không cần tha thứ cho anh cũng được, nhưng mà em hãy vì con. Vì con có được không? Quay lại với anh có được không hả Linh? Vì con thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con cần có mẹ và có bố nữa. Kìa em. Đồ của cô là rau đây kìa. Chị ăn ít thôi chứ béo quá, mẹ không đỡ được đâu. Mà mẹ chuẩn bị sẵn rồi, thuốc bắc ấy, nó sẽ làm hư thai. Bà định hãm hại con gái tôi để nó sẩy thai đúng không? Vào đi con. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Đi từ từ thôi nhá. Dạ. Con ngồi đi. Chào mẹ ạ.
con gái con nứa đi lấy chồng rồi còn vác mặt vào cái nhà này làm gì nữa. Bà buồn cười nhỉ, chồng nó đi công tác, nó ở nhà một mình không người chăm sóc, tôi phải đưa nó về chăm chứ còn ai nữa. Con xin lỗi mẹ, chắc là con phải làm phiền mẹ một thời gian rồi ạ. Không phiền gì đâu con, bà đấy ở nhà chơi suốt mà, con đừng lo, bà ở nhà lo mà chăm con chu đáo vào đấy nhá. Tôi chăm một đứa đã mệt rồi, ông còn bắt nó về đây làm gì nữa. Sao không để nó ở bên nhà chồng nó ấy? Bố mẹ chồng nó ở quê, con nó làm sao ở đấy được. Tôi không muốn con mình khổ, mà con dâu mình cũng đang có bầu đấy, bà chăm luôn một thể có sao đâu. Con mà thiếu thốn gì thì bà đừng có trách tôi đấy. Rõ là đang yên đang lành. Bố ơi, hay là... Thôi, con đừng lo chuyện đấy, kệ bà ta đi. Việc của con bây giờ là ăn uống, tầm bổ cho khỏe, để cho cháu ngoại của ông còn khỏe mạnh chứ. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Thôi, mình vào phòng đi con. Dạ. Con này là ăn cơm ạ. Ừ, đây, con ăn đi, ăn cho khỏe, cho cháu mẹ nó còn lớn nhanh. Ai cho cô gắp thịt? Đồ của cô là rau đây kìa. Ăn bám như cô ấy, chỉ được ăn rau thôi. Kìa mẹ, con của Nhàn cũng là cháu của mẹ, mà con của con cũng vẫn là cháu của mẹ. Sao mẹ lại phân biệt đối xử như thế ạ? Tôi chẳng có phân biệt gì cả. Tôi chỉ thấy là đứa nào có ích ý, thì được ăn nhiều. Còn cái thứ bỏ đi như cô ấy, chỉ chăm chăm bác về nhà chồng, chăm để bỏ bèn cái gì. Đây này, đồ của cô đấy. Đây này, ăn đi. Con ăn đi, kệ nó. Ăn trứng này. Tôi thấy mẹ nói đúng đấy. Chị chỉ là người đến ở nhờ thôi. Chị ăn ít tôi chứ béo quá, mẹ cũng đỡ được đâu. Đúng đấy, tôi thấy cô béo quá rồi đấy, ăn ít thôi. Đi con. Mẹ vào đi ạ. Con vẫn chưa ngủ à? Con chưa ạ. Có chuyện gì đấy ạ? À không, tự nhiên hôm nay mẹ nghĩ lại, mẹ thấy mẹ đối xử với con tệ quá, thế nên mẹ muốn chuộc lỗi. Không sao đâu ạ, con cũng quen rồi mà. Thủy này, mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ nhé. À, hôm nay ấy, mẹ có sóc thuốc bổ cho hai đứa, cái nhà nó uống rồi. Còn con ấy, con uống đi cho nó bổ. Thuốc bác ạ? Uống có sao không ạ? Có làm sao đâu, ngày xưa mẹ uống suốt ấy, uống thuốc bác ấy vừa mát mẹ lại mát con, bổ lắm đấy con ạ. Vậy ạ? Con cứ yên tâm mà uống, mẹ mẹ chỉ lo cho con thôi, nên là con cứ uống đi nhá. Vâng ạ. Thủy, dừng lại. Con được uống cái này. Sao thế hả bố? Mẹ có ý tốt sắc thuốc cho con mà. Tôi có ý tốt, đã sắc thuốc cả buổi sáng, vậy mà ông nỡ lòng nào nói như thế. Đừng có gian dối nữa. Tôi thừa biết ý định của bà rồi. Bà định hãm hại con cái tôi để nó sảy thai đúng không? Cái gì? Bố nói sao cơ ạ? Làm như thế liệu có ổn không mẹ? Nhưng bố phát hiện ra thì sao? Ông ấy đi công tác rồi, sang tuần mới về. Hơn nữa, việc này là phải làm nhanh gọn lẹ, như thế mới không bị phát hiện. Mình làm như thế có ác quá không ạ? Ồ hay, ác cái gì mà ác. Cái sau này nó đẻ ra một thằng con trai, rồi sau này ông ấy lại xót con xót cháu, rồi ông chia phần tài sản hơn, thế thì làm thế nào? Con ấy là con phải biết nghĩ cho con của con đây này. Con biết là như thế, nhưng mà con của con đã ra đời đâu. Phải lo trước chứ. Mà mẹ chuẩn bị sẵn rồi, thuốc bắc ấy nó sẽ làm hung thai. Lát mẹ sẽ mang vào phòng cho nó uống, rồi thuốc sẽ ngấm từ từ. Sau này thai hư rồi, bố bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà mẹ có chắc chắn là sẽ không lộ không cả? Chắc, con yên tâm đi. Mà mẹ nói thật, mẹ làm việc này cũng là lo cho con, cho cháu mình mà thôi. Chứ lỡ sau này tài sản nó đi ra chỗ khác thì làm sao? Đảm bảo sau này tài sản toàn bộ thuộc về nhà mình, sẽ không có một đồng xu nào lọt ra ngoài cả. Thôi, bây giờ đi vào phòng để mẹ mang thuốc.
mang thuốc cho em. Có chuyện đó thật sao? Tôi thật không ngờ lòng dạ của bà lại hiểm ác thật đấy. Chỉ vì chút tiền bạc của cải mà bà nỡ lòng nào giết cháu tôi sao? Tôi xin ông tha cho tôi biết tôi sai rồi. Xin lỗi, cứ sai là xin lỗi. Có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện dễ dàng như vậy à? Tôi sẽ cho bà lên công an để bà biết mùi vị cầm tù thế nào. Ông ơi, tôi xin ông tha cho tôi không muốn ngồi tù đâu. Thủy ơi, mẹ biết là mẹ mù quáng, mẹ xin lỗi con tha cho mẹ đi. Con bảo bố con được báo công an được không con? Bà có biết là con nó lúc nào cũng nghĩ tốt cho bà không? Thủy nó đã nói với tôi là sau này nếu tôi phân chia tài sản thì không cần phải để cho nó một đồng nào cả. Nó có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Bà có biết là nhà chồng của nó giàu đến cỡ nào không? Gấp 5 lần nhà mình còn chưa hết. Bà tưởng là nó cần cái số tài sản còn con của nhà mình sao? Ông nói thật ư? Tôi thật không ngờ suy nghĩ của bà thiển cận như thế. Tôi thấy thất vọng với bà. Tôi sẽ cho bà đi công an. Tôi xin ông. Ông ơi, tôi xin ông. Thủy ơi, con thả cho mẹ đi. Tôi xin ông. Thôi đi ạ. Mẹ đứng lên đi. Dù sao cũng là chuyện trong gia đình. Tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Mẹ cũng biết lỗi rồi. Bố cho mẹ một cơ hội để sửa sai đi ạ. Đúng đấy, cho tôi một cơ hội đi ạ. Tôi biết tôi sai rồi mà. Thôi được rồi, nể con tôi nên tôi mới cho bà một cơ hội này. Bà phải biết trân trọng nó. Nếu bà để xảy ra một điều tương tự này thì đừng trách tôi đấy nhá. Vâng, tôi xin hứa. Cảm ơn ông. Thủy, mẹ cảm ơn con. Mẹ biết mình thật tệ. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ xin hứa, từ bây giờ mẹ sẽ thay đổi, sẽ đối xử thật tốt với con và cháu của mình. Được rồi mà mẹ, không sao đâu. Chỉ cần mẹ biết thay đổi là con mừng rồi. Cảm ơn con. Bố thấy gia đình mình đoàn tụ, yêu thương nhau như này là tốt lắm rồi. Ăn cơm đi các con. Dạ vâng ạ, mời bố mẹ. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ. Đây, ăn đi con. Mẹ cứ kệ con. Ăn vào cho khỏe. Chị ăn đi cho mẹ vui. Em cũng cảm thấy có lỗi khi biết mẹ làm như vậy mà không ngăn cản. Chị tha thứ cho em nhé. Chị em với nhau không cần phải khách sáo đâu. Chị cũng không giận. Chỉ cần là mọi người vui vẻ hạnh phúc là chị mừng lắm rồi. À, em với mẹ có quà cho chị đấy. Quà gì vậy? Đây. Đây là viên uống tảo sâm với thành phần của các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina, tảo lục chloella và glucosamin, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ nám da, sáng da, tàn nhang, giúp da trẻ sáng tự nhiên. Nhiều tác dụng vậy à? Vâng ạ, chị cứ yên tâm, bầu bí dự trữ an toàn và hiệu quả lắm. Chị cứ nhìn em làm nhân chứng sống như này, mỗi ngày chỉ cần dùng 2 viên là da sẽ trắng sáng mịn màng, không tàn nhang, không nám sạm. Mà tảo sâm là sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu Colino, có cả kem sát trùng điện tử chống hàng giả đấy chị ạ. Mẹ và nhà muốn xin lỗi con nên mua quà tặng con đấy. Con nhớ dùng thường xuyên nhá. Hết mẹ lại mua cho. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn nhá. Bố thấy gia đình mình đoàn tụ, yêu thương nhau như này là bố mừng lắm rồi. Thôi, nào, cả nhà mình ăn cơm đi. Vâng. Ừ. Ăn đi, ăn nhiều vào con nhá. Con xin ạ. Con nữa nhá. Nhiều vào nhá. Ăn đi ạ. Đây mẹ ăn đi. Ừ.
Xong rồi ông ạ. Hai đứa đâu nhỉ? Xong chưa? Bọn con xong rồi đấy ạ. Giời ơi gớm. Hai chị em dạo này khăng khít ra phết đấy nhỉ. Sau việc hiểu lầm nhau lần trước thì bọn con cũng hiểu nhau hơn rồi bố ạ. Đấy, gia đình vui vẻ như thế có phải thích hơn không? Chứ như ngày trước ấy, đấy là ngột ngạt. Tôi biết tôi ích kỷ rồi mà, ông cứ nhắc mãi. Mà bà nuôi hai đứa thế nào? Khéo thế, chồng chúng nó trắng trẻo, xinh xắn hẳn ra đấy. Tất cả đều là nhờ những món mẹ nấu và tảo sâm của cô Hino đấy ạ. Con dùng hợp lắm, da cứ trắng sáng lên từng ngày. Con cũng thế. Gớm, cô không phải khoe là có mẹ tâm lý thế. Thôi, cả nhà mình cùng đi thôi, nhá. Vâng, thôi mình đi thôi. Ừ, không hai đứa, lại đạnh là lần sau không có dịp nào để đi nữa. Thôi đi nào. Em sao đấy? Mẹ ơi. Ôi bà ơi. Con đau bụng quá. Nó làm sao ấy? Ôi, bà nó. Ôi, bà nó. Ôi, bà nó. Con ơi. Sinh rồi. Sinh rồi à? Thế gọi taxi à? Gọi chồng nó về đi. Gọi. Bà ơi, gọi ai nhỉ? Gọi bác sĩ à? Gọi chồng nó. Chồng nó à? Gọi taxi à? Ôi, cứ không đợi nhá. Con ơi, bình tĩnh, thở sâu nào. Điều kỳ diệu mang tên